quanh nhà mình ấy, đi bộ rất thích đi phố Bắc. Ở dưới rất nhiều cây hoa, toàn cây đẹp. Tôi thấy mọi người đi vòng quanh đấy rất hợp lý nhé, và rất an toàn. Phúc nên đi tập. Vì chỗ đấy có cả trường mẫu giáo lẫn trường mẫu giáo và trường cấp 1 đấy.